Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Quốc hội thảo luận dự luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi và dự luật đầu tư công sửa đổi. Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc hội đàm với Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 49 xem xét kết luận một số nội dung quan trọng. Thưa quý vị, tiếp tục kỳ họp thứ 8, sáng ngày 29 tháng 10, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Tại phiên thảo luận, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau đối với việc áp thuế giá trị gia tăng 5% đối với phân bón. So với các ngành khác, nông nghiệp có tính bấp bênh cao hơn và người lao động trong ngành này thường có thu nhập thấp hơn. Việc không áp dụng VAT cho phân bón sẽ là một biện pháp hỗ trợ trực tiếp giúp nông dân giảm thiểu rủi ro tài chính và tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình sản xuất. Tôi đồng tình với cái giải trình của Ban Thường vụ Quốc hội và cái này là có cơ sở. Cái áp dụng thuế 5% này nó chỉ ảnh hưởng tới doanh nghiệp nhập khẩu thôi. Chứ còn doanh nghiệp trong nước chúng ta bảo vệ được và người dân chúng ta sẽ có cơ hội được giảm giá chứ không phải không. Và nguyên tắc làm giá nó phải theo quy định của tài chính chứ không phải là cứ automatically là nó tăng lên 5% và người dân sẽ bị ảnh hưởng. Về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, một số đại biểu thống nhất điều chỉnh tổng doanh thu của hộ, cá nhân kinh doanh vào diện không chịu thuế lên mức 200 triệu đồng trở xuống. Liên quan tới lĩnh vực thương mại điện tử, đại biểu đề xuất cần áp thuế giá trị gia tăng với hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ để đảm bảo ngân sách, bảo vệ sản xuất và ngành bán lẻ trong nước. Chiều cùng ngày, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự luật đầu tư công sửa đổi, luật chứng khoán và một số dự luật khác. Đối với dự luật đầu tư công sửa đổi, nhiều đại biểu bày tỏ đồng thuận cao với 5 nhóm chính sách chính phủ đề xuất sửa đổi nhằm hoàn thiện thể chế, khơi thông kịp thời các điểm nghẽn trong phát triển. Tôi nhất trí với cái đề xuất của chính phủ về việc tách công tác giải phóng mặt bằng ấy, được thực hiện trong quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, qua đó bảo đảm được cái nguồn vốn để thực hiện dự án giải phóng mặt bằng được tách riêng, cũng đề nghị chính phủ nghiên cứu để quy định cụ thể căn cứ, trình tự, thủ tục thực hiện cái nội dung này trong cái nghị định bảo đảm cái điều kiện tính khả thi của cái quy định này. Đồng tình với sửa đổi này, một số đại biểu cũng đề nghị phân cấp, phân quyền rõ trong việc ra quyết định tách giải phóng mặt bằng thành một dự án thành phần riêng. Một số đại biểu cũng đề nghị bổ sung quy định về trình tự thủ tục đơn giản đối với những dự án có quy mô nhỏ, có mục tiêu hỗ trợ phát triển cộng đồng. Cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, có đại biểu đề nghị tăng cường ràng buộc trách nhiệm của kiểm toán, thanh tra, kiểm tra để làm minh bạch thị trường. Trong chiều nay, các đại biểu đã cho ý kiến vào luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế và luật dự trữ quốc gia. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định lựa chọn 3 nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 8, bao gồm lĩnh vực ngân hàng, lĩnh vực y tế, lĩnh vực thông tin và truyền thông. Thời gian chất vấn và trả lời chất vấn là 2 ngày, từ 11 đến 12 tháng 11 năm 2024. Trả lời chất vấn 3 nhóm vấn đề là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Chiều ngày 29 tháng 10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay và các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Ban Tuyên giáo Trung ương đã tích cực tham mưu với Đảng ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo. Trong đó có những vấn đề mới chưa có tiền lệ. Công tác tuyên truyền, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thông tin đối ngoại, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được thực hiện khá bài bản. Định hướng thông tin truyền thông chủ động, hiệu quả hơn trên cả không gian thực và không gian mạng, giữ vững trận địa tư tưởng, trận địa thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thống nhất cao cái nhận thức công tác tuyên giáo là công tác của Đảng, của các cấp ủy tổ chức Đảng, của mỗi chi bộ và của đảng viên. Không phải là chỉ là của ban tuyên giáo, không phải là chỉ của ngành tuyên giáo. Nếu mình làm đơn độc như vậy mình sẽ không thành công được. Làm sao huy động được cả hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức của Đảng, mà thấm đến đảng viên.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh một số mục tiêu công tác tuyên giáo trong giai đoạn mới, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, phản động. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo thật sự là những chiến sĩ kiên trung trên mặt trận tư tưởng tuyên giáo của Đảng, đoàn kết, sáng tạo, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Ngày 29 tháng 10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy đồng chí Lưu Quang Huy, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Hạ Hòa, nguyên trưởng Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Đền Hùng tỉnh Phú Thọ, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Lưu Quang Huy, đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Chiều ngày 29 tháng 10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Phó Tổng thống Thường trực Cộng hòa Bolivar Venezuela, Denci Rodríguez Gómez, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela. Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao kết quả các cuộc trao đổi, hội đàm trước đó với Chủ tịch nước Lương Cường, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên củng cố tin cậy chính trị qua trao đổi, gặp gỡ các cấp, nhất là cấp cao, tăng cường hợp tác giữa hai đảng, nhất là trong trao đổi kinh nghiệm, lý luận và hỗ trợ lẫn nhau trong xây dựng đảng. Phó Tổng thống Thường trực Venezuela chuyển lời chúc mừng của Tổng thống và Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela đến Tổng Bí thư Tô Lâm, mong muốn được đón Tổng Bí thư thăm Venezuela. Trước đó, trong ngày 29 tháng 10, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Phó Tổng thống Thường trực, Bộ trưởng Dầu mỏ Bolivar Venezuela, Denci Rodríguez Gómez. Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực, tích cực trao đổi, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và tổ chức đa phương. Chủ tịch nước và Phó Tổng thống Venezuela nhất trí tiếp tục chỉ đạo các cơ quan hai nước xây dựng các kế hoạch và chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực về nông nghiệp, năng lượng và viễn thông, tiếp tục thảo luận tìm kiếm các biện pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong hợp tác song phương, hướng tới xây dựng quan hệ hợp tác phát triển bền vững lâu dài trong thời gian tới. Phó Tổng thống Venezuela chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Nicolas Maduro tới Chủ tịch nước Lương Cường, nhấn mạnh Venezuela coi những thành tựu và kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam là hình mẫu và bài học để tham khảo trong quá trình phát triển. Cũng trong ngày 29 tháng 10, tại cuộc hội đàm với Phó Tổng thống Thường trực Bộ trưởng Dầu mỏ Cộng hòa Bolivar Venezuela, Denci Rodríguez Gómez, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh kết nối, xúc tiến thương mại, thúc đẩy cơ hội đầu tư. Phó Tổng thống Venezuela khẳng định Venezuela luôn ưu tiên tăng cường quan hệ với Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo thống nhất một số biện pháp nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác nhiều mặt thời gian tới, cụ thể hóa cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực viễn thông, xây dựng, thống nhất sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban Hợp tác Liên Chính phủ Việt Nam-Venezuela lần thứ tư, rà soát và thúc đẩy đàm phán các thỏa thuận hợp tác. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE vào tối ngày 28 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Tổng thống, Phó Tổng thống, kiêm Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Trên tinh thần đổi mới trong tư duy, sáng tạo trong sách lược, đồng lòng trong phối hợp, quyết liệt trong triển khai để cụ thể hóa, hiện thực hóa kết quả các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước và các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận và thống nhất về 5 trọng tâm hợp tác trong thời gian tới. Một là tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tạo tin cậy chính trị hơn nữa, thành lập các nhóm công tác chung nhằm triển khai thực chất quan hệ đối tác toàn diện. Hai là triển khai hiệu quả hiệp định đối tác kinh tế toàn diện được ký kết trong chuyến thăm, mở cửa thị trường, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương trên 20 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới, khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước đầu tư kinh doanh lẫn nhau. Ba là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo.
Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp UAE đầu tư nhiều hơn vào những lĩnh vực mà Việt Nam đang quan tâm và UAE có thế mạnh. Bốn là đẩy mạnh hợp tác về giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẽ chỉ đạo mở đường bay thẳng từ Việt Nam đến UAE để tạo điều kiện hơn nữa cho nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Năm là tăng cường hợp tác ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương trong bối cảnh cả hai nước chia sẻ nhiều quan điểm chung về các vấn đề khu vực và quốc tế, đều là các dân tộc yêu chuộng hòa bình, mong muốn hợp tác vì hòa bình. Thủ tướng UAE nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính và cho biết Tổng thống cùng các lãnh đạo UAE nhất trí thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam. Ngay sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam-UAE CEPA, Hiệp định Thương mại Tự do đầu tiên giữa Việt Nam với một nước Ả Rập. Đây cũng là Hiệp định Thương mại Tự do có thời gian đàm phán nhanh nhất của Việt Nam, thể hiện sự quyết tâm cao độ của lãnh đạo cũng như bộ, ngành hai nước nhằm tạo đột phá quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư hai nước, mở ra con đường lớn có ý nghĩa lịch sử cho Việt Nam tiến sâu vào thị trường Trung Đông. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia UAE, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ cao UAE, tiếp Giám đốc Cơ quan Đầu tư Abu Dhabi và Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư Mubadala. Tại các cuộc tiếp, Thủ tướng đề nghị hai bên cần tận dụng tối đa thời gian và trí tuệ, triển khai ngay các công việc để cụ thể hóa quan hệ đối tác toàn diện và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước. Tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia kiêm Phó Toàn quyền Abu Dhabi, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư UAE nói chung và Abu Dhabi nói riêng. Mong muốn Cố vấn An ninh Quốc gia khuyến khích các tập đoàn, quỹ đầu tư UAE đầu tư vào các dự án có quy mô lớn trong các lĩnh vực mà UAE có thế mạnh. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ cao kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia của UAE cho biết, hợp tác khoa học, công nghệ, năng lượng Việt Nam-UAE là không giới hạn, hai bên rất có tiềm năng. Thủ tướng đề nghị Bộ Công nghiệp và Công nghệ cao, các doanh nghiệp UAE thúc đẩy hợp tác hơn nữa bằng các dự án cụ thể như xây dựng trung tâm trung chuyển, dự trữ dầu thô và các sản phẩm lọc hóa dầu, phát triển năng lượng gió, năng lượng mặt trời và dự án công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo. Tiếp đó, Thủ tướng đã tiếp Giám đốc Quỹ Đầu tư Quốc gia Abu Dhabi đang quản lý tài sản khoảng 830 tỷ đô la Mỹ, là quỹ đầu tư lớn thứ tư trên thế giới. Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã ban hành danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài, quỹ có thể tham khảo, nghiên cứu danh mục dự án nêu trên. Cụ thể, Thủ tướng đề nghị quỹ hợp tác hỗ trợ Việt Nam xây dựng quỹ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số. Đồng thời hợp tác xây dựng, phát triển các trung tâm tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, các khu thương mại tự do, xây dựng các trung tâm dữ liệu quốc gia, hạ tầng công nghệ thông tin. Giám đốc Quỹ Đầu tư Quốc gia Abu Dhabi nhất trí cao và cho biết quỹ sẵn sàng triển khai các ý kiến của Thủ tướng. Tiếp ông Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Mubadala, quỹ đầu tư nhà nước lớn nhất thế giới, với tổng tài sản khoảng 300 tỷ đô la Mỹ và Bộ trưởng Năng lượng, Cơ sở Hạ tầng UAE, Thủ tướng đề nghị Mubadala tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh, làm cầu nối đưa các nhà đầu tư UAE nói riêng và nước ngoài nói chung đến đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực trọng điểm như phát triển hạ tầng chiến lược, năng lượng truyền thống như dầu khí, năng lượng tái tạo, các lĩnh vực mới nổi như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, Internet vạn vật, phát triển các trung tâm tài chính quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Học viện Ngoại giao Anwar Gagas với sự tham dự của 200 sinh viên, giáo sư, quan chức chính phủ UAE và đại diện ngoại giao đoàn tại thủ đô Abu Dhabi. Bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tập trung vào 3 nội dung chính. Thứ nhất, nhận định về tình hình thế giới và khu vực hiện nay. Thủ tướng cho rằng tương lai thế giới đang bị tác động mạnh mẽ bởi 3 yếu tố chủ đạo là sự phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tác động tiêu cực của các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, già hóa dân số, thiên tai, cạn kiệt tài nguyên, sự phân tách, phân tuyến, phân cực dưới tác động của cạnh tranh địa chiến lược và địa kinh tế trên toàn cầu, đòi hỏi tất cả các nước phải kiên trì đối thoại, hợp tác trên tinh thần đoàn kết thống nhất trong đa dạng. Thứ hai, Thủ tướng đã dành thời gian chia sẻ về chủ trương, đường lối chính sách, các yếu tố nền tảng, quan điểm, định hướng phát triển của Việt Nam và thành tựu sau gần 40 năm đổi mới. Trong đó nhấn mạnh Việt Nam đang thực hiện 6 chính sách trọng tâm về đối ngoại, bảo đảm quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, xây dựng đảng, hệ thống chính trị, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí. Nội dung chính thứ ba, Thủ tướng chia sẻ tầm nhìn về quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-UAE.
Theo Thủ tướng, việc hai nước nâng quan hệ sẽ mở ra nhiều triển vọng hợp tác to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Qua cái tầm nhìn cũng như là cái khát vọng của lãnh đạo hai đất nước thì chúng tôi thấy là rất nhiều điểm chung. Tổng Bí thư Tô Lâm của chúng tôi thì đưa ra tức là một cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Thì các bạn cũng đưa ra cái tầm nhìn của 2031 rồi 2071. Cái khát vọng này là khát vọng đưa đất nước phát triển vượt bậc trong bối cảnh khó khăn. Và khát vọng mang lại hạnh phúc ấm no, cái thịnh vượng cho người dân của mỗi nước. Trong chương trình thăm chính thức UAE tại thành phố Dubai, trung tâm kinh tế tài chính hàng đầu khu vực và thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam UAE. Tại tọa đàm, Chủ tịch Phòng Thương mại Dubai đánh giá Việt Nam là nền kinh tế năng động, có vị trí chiến lược, là một đối tác then chốt của UAE. Còn Quốc vụ Khanh phụ trách ngoại thương UAE đánh giá Việt Nam là một đối tác lý tưởng với UAE, có tiềm năng rất lớn về thị trường, với tốc độ tăng trưởng nhanh nhất ASEAN. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện và ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện trong chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và doanh nghiệp hai nước. Cho rằng hợp tác thương mại đã đạt được nhiều kết quả tích cực, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp thúc đẩy hợp tác đầu tư hơn nữa. Chúng ta có một cái cơ hội rất lớn để hai nền kinh tế liên kết với nhau, thúc đẩy phát triển lẫn nhau và bổ sung cho nhau những cái thiếu hụt. Ví dụ như UAE thì có những cái thế mạnh về dịch vụ, có cái phát triển đang theo cái xu hướng của thời đại. Nhưng mà lao động thì lại thiếu. Chúng tôi thì dân số trên 100 triệu người, dân số trẻ. Thì kết hợp giữa trí tuệ con người của hai dân tộc này với lại cái kinh nghiệm của các doanh nghiệp, rồi cái vốn đầu tư của các doanh nghiệp và với cái mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm, có những cái kết quả mang lại cái lợi ích cho cả hai đất nước, cho hai dân tộc chúng ta, rồi góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển ở hai khu vực Trung Đông và Đông Nam Á. Kêu gọi các doanh nghiệp UAE đến hợp tác đầu tư trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ tạo thuận lợi nhất, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, đảm bảo các điều kiện cho các nhà đầu tư yên tâm hoạt động, làm ăn có hiệu quả, bền vững, lâu dài. Nhân dịp này, Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao 10 văn kiện hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước. Tiếp Chủ tịch điều hành Trung tâm Tài chính Dubai Arif Amiri, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Trung tâm hợp tác với Việt Nam phát triển các dịch vụ tài chính, hỗ trợ phát triển Trung tâm Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Ông Arif Amiri bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua, cho rằng Việt Nam cần đẩy mạnh phát triển dịch vụ tài chính để tạo nền tảng phát triển thương mại và thu hút đầu tư. Ông Amiri khẳng định sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với Việt Nam trong việc xây dựng trung tâm tài chính. Nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE từ ngày 27 đến 29 tháng 10 năm 2024, hai nước đã ra tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện, gồm 22 điều với các nội dung chính sau đây. Một là về hợp tác chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, pháp luật và tư pháp. Hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn ở tất cả các cấp, đặc biệt là các chuyến thăm cấp cao, tăng cường hợp tác về quốc phòng an ninh, tiếp tục hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai là về hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư và nông nghiệp. Hai bên thống nhất phối hợp triển khai tích cực Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ đô la Mỹ. UAE sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và đầu tư xây dựng Trung tâm Tài chính Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Ba là về hợp tác năng lượng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hai bên xác định chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi xanh là ưu tiên trong quan hệ song phương. Bốn là về hợp tác văn hóa xã hội, lao động, giáo dục, giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch, giao lưu văn hóa, thể thao, trao đổi chuyên gia y tế. Thưa quý vị, trưa ngày 29 tháng 10 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Abu Dhabi, kết thúc thành công chuyến thăm chính thức các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và chiều cùng ngày, Thủ tướng và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thủ đô Riyadh, bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 và thăm làm việc tại Vương quốc Ả Rập Xê Út, theo lời mời của Hoàng Thái tử, Thủ tướng Mohammed bin Salman. Đón đoàn tại sân bay quốc tế King Khalid có quan chức chính phủ, Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út, Đại sứ Việt Nam cùng cán bộ, nhân viên đại sứ quán
và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại nước này. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Việt Nam tới Ả Rập Xê Út từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây cũng là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ Việt Nam là khách mời chính và lãnh đạo cấp cao duy nhất của châu Á phát biểu tại Hội nghị Sáng kiến Đầu tư Tương lai do Ả Rập Xê Út tổ chức. Chuyến thăm làm việc tại Ả Rập Xê Út của Thủ tướng Chính phủ được kỳ vọng tạo động lực mới cho những lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước, tạo đột phá mới, thúc đẩy những lĩnh vực tiềm năng và mở đường cho một giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước. Trong các ngày 28 và 29 tháng 10 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 49. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Đắk Lắk, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện một số gói thầu, dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện. Một số cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn tiền tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Cao Ngọc Phúc, Bí thư chi bộ, Phó Ban phụ trách Ban điều hành dự án nhóm A; cảnh cáo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng ủy Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh; khiển trách Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Nguyễn Xuân Ký, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020, giai đoạn 2019-2020; Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, trong thực hiện một số dự án năng lượng mặt trời, điện gió. Một số cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn tiền tài sản của nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Văn Hạ, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh; Bùi Văn Từ, Trưởng Ban Quản lý Dự án các khu công nghiệp tỉnh; cảnh cáo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021, Đảng ủy Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk; khiển trách Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng ủy các Sở Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đảng ủy Sở Xây dựng và một số cá nhân. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Bùi Văn Cường. Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại các đảng bộ tỉnh Hà Nam, Thái Bình. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị, bão số 6 đã gây thiệt hại cho một số tỉnh thành miền Trung, trong đó có Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Các địa phương đang tích cực khắc phục thiệt hại để ổn định cuộc sống. Sau 2 ngày sự cố đường sắt bị sói lở do ảnh hưởng của cơn bão số 6 tại khu vực phía Nam Ga Sa Lung, tỉnh Quảng Trị đã được khắc phục và hoạt động trở lại.
Chiều tối 29 tháng 10 đã thông tuyến cho đoàn tàu SE6 hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Trước đó hàng nghìn hành khách trên các tàu SE2, SE4, SE6 đã được chuyển từ ga Đông Hà tới ga Đồng Hới và ngược lại để tiếp tục hành trình. Còn tại đầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, bão số 6 đã khiến hàng nghìn lồng bè nuôi cá của hơn 100 hộ dân bị thiệt hại gần như hoàn toàn. Ngoài ra, mưa bão đã làm hơn 1.200 hectare rừng bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 350 hectare gãy đổ hoàn toàn. Dọc bãi biển Lăng Cô, các nhà hàng phục vụ du lịch cũng bị hư hại. Hiện nay, chính quyền địa phương đang nỗ lực dọn dẹp đường xá hạ tầng để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phát hiện một đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép hàng hóa là kim cương qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để bán lại cho các chủ hàng tại thành phố. Trước đó vào ngày 23 tháng 10, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện một người quốc tịch Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất và mang hơn 700 viên kim cương tự nhiên và nhân tạo, trị giá ước tính hàng chục tỷ đồng. Hiện công an thành phố đang mở rộng điều tra, truy xét tất cả các đối tượng có liên quan. Đã thành lệ, khi gió chướng tràn về vào mỗi dịp cuối năm, cũng là lúc Côn Đảo bị bủa vây bởi đủ thứ rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa theo sóng dạt vào bờ. Không muốn đảo xanh bị rác thải là mất đi vẻ đẹp vốn có, các tình nguyện viên của nhóm Just to Art gồm tất cả dân địa phương và du khách trong và ngoài nước đã thu gom và tái sinh rác đại dương thành những sản phẩm mang lại giá trị xanh cho đời. Mỗi nhật hàng tuần các bạn mình sẽ tập hợp lại mọi người lại lên bãi biển nào đó, rồi xong cái mình nhặt rác, mình phân loại rác ra, rác nào mà tái chế được á, giống như là phao, lưới, dây nhợ á, thì chai đó thì mình nhặt đem về, còn cái nào không tái chế được thì mình bỏ vô bao, mình để trên xe rác trong công cộng họ thu gom. Đa phần thật sự là mấy cái này rác mình tái chế được nhiều lắm á. Cái này cho phao. Phao giờ mình đi co, mình vẽ lại. Cái lưới này nè. Đó. Như đây mình đủ làm một cái túi lưới rồi nè. Đó. Thêm một cái túi lưới rồi. Hoặc là sợi dây. Dễ thương à. Mình đi co, chi chí lại. Năm 2023, Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Côn Đảo phối hợp với anh Phương dọn dẹp và biến khu đất trống gần bộ đội biên phòng và bến đầm thành tái sinh zôn. Khu vực check-in và giáo dục về tái chế nhựa đại dương. Với diện tích 2.000m², không gian này được trang trí bởi những đồ vật vốn là rác thải vớt từ đại dương như thùng nhựa, phao, chai lọ và gỗ trôi. Tái sử dụng vật liệu và cố gắng để tái chế nhiều lần, thay đổi nó, thậm chí tốt hơn cả sản phẩm gốc. Đó là điều chúng tôi cố gắng làm ở tái sinh zone. Chúng tôi muốn biến rác đại dương thành một thứ gì đó mới mẻ, hữu ích và đẹp đẽ. Còn mấy bạn khéo tay thì bạn làm túi lưới, hoặc bạn vẽ vời cũng rất là đẹp. Thì mấy bạn Tây cũng rất là thích, cũng hay mua, ủng hộ nhóm. Đã làm cái này từ vật dụng ở biển, chai nhựa, như thế em nhặt được. Em làm cái này đem giải trí vui chơi với lại biết để bảo vệ trái đất. Chúng tôi chỉ đến đây như những du khách, nhưng đã yêu Côn Đảo và cảm thấy có trách nhiệm với một hòn đảo thiên đường đẹp như thế này, nên không thể để nó bị ô nhiễm. Và đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến kênh VTV4 bằng cách truy cập vào địa chỉ website VTV Go đang hiển thị ở trên màn hình. Hoặc quý vị cũng có thể tải ứng dụng này từ các kho ứng dụng App Store hoặc Google Play. Xin chào và hẹn gặp lại.